Với chị em sau sinh, dù là sinh thường hay sinh mổ, vâng, chúng ta sẽ có cái vấn đề mất máu sau sinh. Vâng. Bởi vì là khi giao bong, chị em sẽ mất một lượng máu khoảng từ 200 đến 300 ml, dù là sinh thường hay sinh mổ. Vâng. Chính vì bản thân là chị em đã bị thiếu máu một chút. Cái hai là ngay sau sinh thì chị em sẽ chuyển sang cái dạng thứ hai, vâng, là giai đoạn mình nuôi con bằng sữa mẹ. Và trong cái tháng đầu, tháng thứ hai và tháng ba thì cái nhu cầu của em bé rất là lớn, dạ, và người mẹ tiết sữa rất là nhiều. Vâng. Thông thường thì tối thiểu người phụ nữ sẽ tiết khoảng 1 lít sữa trong một ngày. Chính vì vậy thì cái nhu cầu sắt và canxi của bà mẹ, dạ vâng, trong cái giai đoạn nuôi con bú, dạ vâng ạ, đặc biệt trong 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng đầu sau sinh thì cao không kém gì với một người phụ nữ trong giai đoạn mang thai. Chính vì vậy cái khuyên cáo chung của tất cả các bác sĩ sản khoa, dạ vâng, là chị em sẽ tiếp tục sử dụng sắt và canxi, vâng, ngay sau sinh ít nhất, dạ, là 1 tháng. Vâng ạ. Đương nhiên thì các bác sĩ đều khuyến cáo là chúng ta nên duy trì cho đến khi mà chị em đi làm trở lại. Thường thì khi đi làm trở lại thì cái nhu cầu tiết sữa là không nhiều nữa, dạ vâng, do chúng ta giảm được con bú, vâng, và cái lượng sữa tiết là không nhiều, vâng, chính vì cái nhu cầu chị em sẽ giảm dần và trở về bình thường, vâng, cho nên là chị em trong 3 tháng đầu nên tiếp tục duy trì cái chế độ bổ sung sắt và canxi, vâng ạ. Về phần liều lượng sử dụng thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng giống như thời kỳ mang thai, tức là chúng ta sẽ uống sắt và uống canxi giống, vâng, như lúc bác sĩ đã kê cho mình trong giai đoạn mang thai. Vâng. Chẳng hạn như là viên sắt mình sẽ dùng 1 viên một ngày. Vâng. Canxi thì mình sẽ dùng tối thiểu khoảng 1.000 mg trong một ngày. Vâng. Như thế là phù hợp đối với chị em.